hết chỗ chết hay sao mày nằm giữa đường mày? Tụi mày đưa cái xác này ra chỗ khác đi. Đúng như chỉ tính toán, bọn đàn em vừa thông báo tên chó điên vừa cho người cướp hết toàn bộ số hàng giả đó. Tôi không ngờ lần này chúng nó lại sập bẫy nhanh đến như vậy. Tuy rằng lần này chúng ta đã thành công và cho tên chó điên một bài học, nhưng anh em cũng không được khinh thường hắn. Chuyện lần này chắc chắn anh sẽ không quên đâu. Cho nên tất cả anh em phải cẩn thận, đề cao cảnh giác. Hãy dặn chúng nó thận trọng chuyển số hàng đó về kho an toàn. Chị cứ yên tâm, hàng còn thì người còn, hàng mất thì người mất. Tốt, làm tốt lắm. Uống đi. Natavong đây. Tôi gọi điện để chúc mừng đại ca đã cướp được 100 cân bột mì. Tao phải cảm ơn mày. Mà nói cái gì? Chắc hẳn số bột mì này có nhiều giá trị với đại ca, cho nên đại ca mới phải vạch ra cả một kế hoạch lớn để cướp lấy nó. Hả? Natavong. À, mà quên không nhắc với đại ca, số bột mì đó là loại 1 đó nha, nên đại ca cứ từ từ mà thưởng thức. Alo. Giờ mình ăn tất niên đúng đại ca. Đại ca đúng là cáo cơ mà. Sắp xếp xong hết rồi. Sao đại ca đánh em? Em thôn chay. Mày cứ chờ đó đi. Đại ca. Đại ca, ma túy mà đại ca, đại ca mất đi đại ca. Đại ca, ma túy mà sao đại ca lại mất đi? Bị cho ma túy cái gì? Natavong, Natavong. Đại ca ma túy mà. Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi. Đi đâu lanh quanh cho đời mỏi mệt. Trên nơi vai ta đôi vầng nhật. Ôi trời ơi, anh có làm sao không? Anh không sao. Mày đi ngủ trước đi. Ôi trời ơi, mồ hôi nhễ nhại rồi đây này. Tới ạ. Dạ, alo. Dạ dạ. Đại ca cứ yên tâm, em ở chỗ này tốt lắm. Dạ. Vâng, mai em sẽ chuyển ngay chỗ khác ạ. Dạ. Dạ vâng ạ. Tưng ơi, đi ngủ đi. Nào, để em dìu nhá.
Chào đồng chí. Chào anh. Chào anh. Có chuyện gì thế này? Dạ, đêm qua anh em trinh sát ngoài biên bắt được nhóm này, chúng nổ súng tấn công lại, bắn chết 2 tên và bắt được 2 tên này. Thôi, mời anh lên phòng họp ạ. Xin chúc mừng các anh vừa có thêm chiến công mới. Các anh đánh ma túy như thế này, không khéo công an chúng tôi thất nghiệp đến nơi rồi. Hết thế nào rồi anh? Bọn tội phạm ma túy bây giờ liều lĩnh. Chúng tấn công 5 ăn 5 thua với chúng ta. Đêm hôm qua, chúng tôi vừa bắt được một bọn vận chuyển ma túy từ Lào về. Nếu không cảnh giác cao, chưa chắc đã bắt được bọn chúng và còn có thể gây ra thương vong nữa. Xin lỗi các anh, tôi có điện thoại. Alo, tôi xin nghe ạ. Dạ vâng ạ, vâng. Chào các anh ạ. Tiện đây, tôi cũng thông báo để các anh vui. Cục Chính trị vừa cho biết, Chủ tịch nước đã ký quyết định tặng thưởng huân chương chiến công hạng 3 cho đơn vị chúng tôi. Ôi, thế là lại thêm một tin vui nữa. Xin chúc mừng các anh. Cảm ơn anh Minh. Nào, chúng ta vào việc nhé. Dạ vâng. Thưa các đồng chí, như hôm trước, chúng tôi đã trao đổi với các đồng chí về chuyên án ma túy mà công an tỉnh đang thực hiện. Trong đó có liên quan đến một số cán bộ hải quan cửa khẩu và một số đối tượng người Lào. Hôm nay chúng tôi sang đây để xin ý kiến của các đồng chí và cũng thông báo cho các đồng chí biết luôn là sắp tới đây đơn vị chúng tôi sẽ cử trinh sát sang vùng Tam Giác Vàng. Cho nên rất mong các đồng chí góp ý kiến trong phương án bảo vệ và rất muốn các đồng chí tích cực hỗ trợ giúp đỡ. Chúng ta đều là lính với nhau cả, có việc là sẵn tay vào làm. Còn đây là hồ sơ về các nhóm đối tượng, theo yêu cầu của các anh tôi đã chuẩn bị xong. Xin cảm ơn các anh. Cùng đi. Anh thấy trong người thế nào rồi? Thưa bác sĩ, em thấy tốt hơn rồi. Thế hôm qua anh ngủ có ngon không? Dạ, em ngủ ngon. Thế anh có mơ thấy cái gì không? Ôi cán bộ ơi, em mơ chán lắm, không kể được đâu. Thế anh mơ thấy cái gì mà lại không nói được? Hôm qua em nằm mơ, em được về nhà với vợ. Thế nào rồi anh cũng sẽ được về với vợ con anh thôi. Gia đình anh chắc là họ mong anh lắm, vì anh cũng đã bặt tâm từ lâu rồi cơ mà. Vâng. Mẹ em mà biết em như thế này thì bà đau khổ lắm. Các con em khi đọc báo biết tin em bị tòa án Việt Nam tử hình, thế là chúng nó bỏ học. Bây giờ chẳng biết ra làm sao nữa. Chỉ cầu trời khấn Phật, chúng nó có đói, có thiếu thì cũng đừng đi vào con đường buôn bán ma túy như em. Anh à. Thằng Tiến Hồi đã đi về cõi Vĩnh Hằng. Bây giờ ông anh có thể xóa sổ nó ra khỏi bộ nhớ của mình được rồi. Mày liệu liệu cái mồm mày đấy. Không phải việc gì ở đâu bô bô đến được đâu. Việc thằng Tiến Hồi coi như thế là xong. Nhưng mày phải để ý, tất cả những thằng liên quan đến thằng Tiến Hồi, chắc chắn bọn hình sự nó sẽ điều tra về cái chết của thằng Tiến Hồi. Cho nên tốt nhất là... Ông anh cứ yên tâm. Em đảm bảo vụ thằng Tiến Hồi sẽ rất kín đáo. Và lại, mấy thằng đệ tử của em cực kỳ trung thành, có chết nó cũng không dám hé ra nửa lời.
Ở đời không ai nói trước được việc gì đâu. Người giỏi ấy, là người biết trước được mọi việc. Em hiểu ý anh. Em sẽ tìm cách cho thằng Tâm Bẹo đi thật xa. Thằng Tâm Bẹo, nó đã biết quá nhiều việc. Tao chỉ nói thế thôi. Còn làm như thế nào, mày tự biết rồi đấy. Dạ. Cầm lấy mà lo công việc. Kia một vùng bầu trời u tối nhạt nhòa, từng làn khói trắng bay, nghe đâu nơi tiếng của đêm vọng về xa. Ôi bơ vơ mãi nhà, bởi vì đâu dòng nước kia lững lờ trôi, nào ngờ tận đây sông vẫn dậy sóng, nghe tiếng súng vẫn còn vang vọng về đây. Ôi bơ vơ cuộc đời, bởi vì đâu mặt trời lạc loài nơi đâu, gió chỉ còn lại bóng đêm, nghe trong đêm vắng bao tiếng thét gào. Bước chân về đâu nỗi bơ vơ, tôi đứng lặng im nhìn cuộc đời, đời hoang mang bởi vì đâu. Lòng người đầy những tham lam, đồng tiền biến thành ma quái, cuốn xô đời nhau chẳng về đâu. Vì đâu lòng người tha hoa, vì đâu lòng người dối trá, bởi vì đâu.